Kính thưa linh hồn bà Phần Maria, bà Phần Maria đã vâng theo ý Chúa gọi về, về với Thiên Chúa, về với Tổ tiên. Nhận được tin báo buồn của gia đình nhà Hiếu, cũng như ông Phần và các con, các cháu, giờ này Cộng đoàn Giáo xứ Đền Thánh Đức Khóa quý gì, ca đoàn Giáo xứ Đền Thánh Đức Khóa Hội Caritas đã có mặt tại phòng tang để tổ chức giờ thăm hỏi và giờ cầu nguyện cho bà Phần Maria. Trước khi đi vào chương trình giờ cầu nguyện của Cộng đoàn Giáo xứ Đền Thánh Đức Khóa, tôi xin trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện cho Cộng đoàn Giáo xứ Đền Thánh Đức Khóa nên duy trì chương trình viếng. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa linh hồn bà Phần Maria, kính thưa gia đình tăng quyến, Cộng đoàn Giáo xứ Đền Thánh đột ngột nghe được tin báo buồn của gia đình bà Phần Maria đã vâng nghe theo tiếng Chúa gọi về với Thiên Chúa, về với Tổ tiên. Cộng đoàn Giáo xứ, các dì tu xá cũng như Hội Caritas có mặt tại đây cùng với tấm lễ, với nén hương thơm. Trước xin được chia sẻ sự mất mát không gì bù đắp được của gia đình, sau xin được nghiêng mình trước linh hồn của bà Phần Maria. Đặc biệt, Cộng đoàn Giáo xứ cùng các hội đoàn xin được cảm ơn bà đã cùng ông gánh vác việc chung trong khóa 4 năm. Hơn thế nữa, ông bà còn động viên các con, dù rằng xa quê, nhưng lúc cũng các con, các cháu luôn hướng về quê hương để đóng góp xây dựng quê hương một ngày tốt đẹp hơn. Chính vì lẽ đó, Cộng đoàn Giáo xứ cùng các dì Hội Caritas có những phần việc để phúng viếng và cầu nguyện cho bà Phần. Về đi bà Phần phúng viếng và cầu nguyện, tôi xin trân trọng giới thiệu một ông trùm đại diện cho Cộng đoàn Giáo xứ có tấm lễ lên trước thi hài của bà Phần. Xin được trân trọng kính mời. Theo chương trình, tôi xin giới thiệu một vị đại diện cho đoàn làm chủ hương, hai vị tiến hương lên trước bàn thờ Thiên Chúa và linh đàn của bà Phần. Xin được nhận kính mời. Tiếp theo chương trình, đi vào phần cầu nguyện, tôi xin mọi người có mặt tại tăng gia hợp ý cùng ba đoàn chúng tôi dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện thiết tha nhất. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Thank you.
mến, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đã phán rằng ta là sự sống này và là sự sống. Ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ được sống. Và bất cứ ai sống và tin ta thì sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu xin cho linh hồn Maria của chúng ta đây. Lạy Chúa, Chúa đã khóc thương Na-za-lô chết. Xin hãy lau sạch nước mắt chúng con. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Chúa đã nuôi dưỡng linh hồn Maria trong tiệc mình mau thánh Chúa. Xin đôi thương nhận linh hồn Maria vào bàn tiệc trong nước Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Xin đôi thương cho chúng con đang thương nhớ linh hồn Maria được an ủi trong đức tin và phấn khởi trong niềm hy vọng được sống đời đời. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Vâng, sao kêu lên Chúa. Xin Chúa hãy thương nhắm lời con kêu vang. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chớm tôi nào ai rối đường. Bởi Chúa hằng có lòng này. Cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân được Chúa chờ. Đêm ngày hãy trông cậy người cho nên. Vì người răn nhân lành hay thương vô cùng. Sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn Maria được nghỉ ngơi đời đời mà đưa sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn Maria cho khỏi tù ngục mà được nghỉ yên. Amen. Tình mẹ như là biển đông, làm sao để đáp cho trọn một đời hy sinh lắm lo. Thầm mong con lớn lên người, nhưng giờ mẹ đã ra đi ngậm ngùi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Thay mặt cho gia đình nhà Hiếu, nói chung ông Phần cùng các con, các cháu xin chân thành cảm ơn quý cộng đoàn giáo xứ Đền Thánh Đức Khóa, quý gì, hội ca đoàn, hội ca đi tát giáo xứ Đền Thánh Đức Khóa đã dành thời gian đến thăm hỏi và tổ chức chờ cầu nguyện cho cụ Phần Maria. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Nhận được tin báo buồn của gia đình nhà Hiếu, giờ này hội con Đức Mẹ của giáo xứ Đền Thánh Đức Khóa đã có mặt tại phòng tang để tổ chức giờ thăm hỏi và giờ cầu nguyện cho bà Phần Maria. Trước khi đi vào chương trình giờ cầu nguyện, cho phép tôi thay mặt cho đoàn xin gửi tới gia đình nhà Hiếu, ông Phần cùng các con, các cháu lời chia sẻ, lời cảm thông sâu nặng nhất. Để đi vào chương trình, tôi xin trân trọng kính mời hai vị đại biểu đại diện cho đoàn nên thắp hương trầm trước linh cữu của bà và linh cữu bàn thờ Thiên Chúa. Xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng kính mời. Xin mọi người có mặt tại gia tang cùng với hội con Đức Mẹ của giáo xứ Đền Thánh Đức Khóa tổ chức giờ cầu nguyện cho bà Phần Maria. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lòng gánh chịu bao đau khổ của ta và tha thiết cầu xin: Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Chúng con cảm thấy mình bất lực khi phải đương đầu với mầu nhiệm sự chết. Xin Chúa đừng bỏ rơi chúng con. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Phận con thứ nhỏ nhoi như hạt cát xa nơi xa mà, cuộc đời con mong manh tựa giọt nước trong đại dương, vẫn luôn cày trông
và con và thánh thần. Amen. Thay mặt cho gia đình họ Hiếu, nói chung ông Phần cùng các con, các cháu xin chân thành cảm ơn hội con Đức Mẹ Giáo xứ Đền Thánh Đức Hóa đã dành thời gian đến thăm hỏi và tổ chức giờ cầu nguyện cho bà Phần Maria. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Nhận được tin báo buồn của gia đình nhà Hiếu cùng các con, các cháu, giờ này các bác, các con, họ ngoại có quan hệ với gia đình anh chị, anh Hảo Hồng đã có mặt tại phòng tang để tổ chức giờ thăm hỏi và cung viếng bà Phần Maria. Xin trân trọng kính mời các vị đại biểu đại diện cho đoàn lên tháp nén trầm trước linh cữu của bà. Xin trân trọng kính mời. Thay mặt cho gia đình nhà Hiếu cũng như ông Phần Hiếu cùng các con các cháu xin chân thành cảm ơn các bác, các con trong họ ngoại của gia đình anh chị anh Hảo Hồng đã dành thời gian đến phúng viếng và thăm hỏi. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng kính mời gia đình của ông bà ông Ninh, ông bà ông Bình, các cháu Hào, các con. Xin trân trọng kính mời tập thể lớp 12AD, bạn của anh Hồng Hảo, chúng ta tiến vào phòng tang để tổ chức giờ thăm hỏi. Trước khi đi vào chương trình viếng của đoàn, tôi xin trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện cho đoàn nên đặt tâm lễ kinh viếng. Xin trân trọng kính mời. Chỉ còn là ít phút nữa, người thân sinh thành ra người bạn đồng hành cùng với anh em. Chúng ta dành phút mặc niệm bắt đầu. Thay mặt cho gia đình nhà Hiếu cũng như ông bà ông Phần cùng các con các cháu xin chân thành cảm ơn đoàn đã dành thời gian đến thăm hỏi và tổ chức viếng cho bà Phần. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Kính thưa gia đình họ Hiếu, kính thưa ông Phần cùng các con, các cháu, bà Phần Maria đã vâng theo ý Chúa gọi về với tổ tiên, về với Thiên Chúa. Nhận được tin báo buồn của gia đình họ Hiếu, giờ này hội các bà mẹ của giáo xứ Đền Thánh Đức Hóa đã có mặt tại phòng tang để tổ chức giờ thăm hỏi và giờ cầu nguyện cho bà Phần Maria. Trước khi đi vào chương trình tổ chức viếng, cho phép tôi thay mặt cho hội xin gửi tới gia đình họ Hiếu nói chung, ông Phần cùng các con, các cháu nói riêng lời chia sẻ, lời cảm thông sâu nặng nhất. Để đi vào chương trình viếng, tôi xin trân trọng kính mời hai vị đại biểu đại diện cho hội nên thắp trầm trước bàn thờ Thiên Chúa và linh cữu của bà. Xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện cho hội nên đặt cờ tang kinh viếng. Xin mọi người có mặt tại phòng tang cùng với hội các bà mẹ giáo xứ Đền Thánh Đức Hóa, chúng ta tổ chức giờ cầu nguyện cho bà Phần Maria. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
hoặc những lúc con vui buồn, những khi đời con gặp những nỗi lo âu khó khăn, và mỗi khi tim con ngập tràn hạnh phúc xin dâng Ngài. Chị em thân mến, trong niềm tin vào Đức Kitô là sự sống và là sự sống này, Đấng đã đánh bại quyền lực sự giữ và sự chết, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện sau. Chúa Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mỗi người tín hữu chúng ta luôn biết đón nhận cái chết với tinh thần Kitô giáo đích thực, để trở thành nhân chứng cho niềm hy vọng phục sinh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Kết hợp với lời cầu nguyện thẳm sâu và tha thiết của Chúa Kitô: Này Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha. Chúng ta cùng cầu xin Chúa đón nhận linh hồn Maria của chúng ta vào trong vương quốc tình yêu của Người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào nơi ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả nơi ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chỗ xa vời, tình mẹ thanh thang như mây trời, quyện xuống hồn con như vòng tay. Không còn mẹ, con mới hiểu mẹ là dòng sông. Chờ bao ước mong, mong tới ngày đưa thuyền con suối bên. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả dòng sông, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi,
Thay mặt cho gia đình họ Hiếu và ông bà ông Phần cùng các con các cháu xin chân thành cảm ơn hội các bà mẹ của giáo xứ Đền Thánh Đức Hóa đã dành thời gian đến thăm hỏi và tổ chức cầu nguyện cho bà Phần Maria. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Xin trân trọng kính mời các con các cháu chúng ta thắp hương trầm, nén hương trầm trước linh hài của bà. Xin chân thành cảm ơn các cháu đã dành thời gian đến tổ chức thắp nén hương trầm cho bà Phần Maria. Một lời xin chân thành cảm ơn. Kính thưa quý khách gần xa có mặt tại gia tang, kính thưa gia đình nhà Hiếu cùng các con các cháu, bà Phần Maria đã vâng theo ý Chúa gọi về với tổ tiên, về với Thiên Chúa tình yêu. Giờ này cộng đoàn giáo xóm Bắc Hợp đang tiến vào phòng tang để tổ chức giờ thăm hỏi và giờ cầu nguyện cho bà Phần Maria. Trước khi đi vào chương trình giờ cầu nguyện của cộng đoàn giáo xóm Bắc Hợp, cho phép tôi thay mặt cho cộng đoàn giáo xóm Bắc Hợp xin gửi tới gia đình họ Hiếu, nói chung ông Phần Hiếu cùng các con, các cháu lời chia buồn và nơi cảm thông sâu nặng nhất. Để đi vào chương trình viếng, tôi xin trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện cho cộng đoàn giáo xóm Bắc Hợt làm chủ hương và hai vị tín hương lên trước bàn thờ Thiên Chúa và linh cữu của bà Phần. Xin trân trọng kính mời. Xin mọi người có mặt tại phòng tang cùng với cộng đoàn giáo xóm Bắc Hợp chúng tôi để tổ chức giờ cầu nguyện cho bà Phần Maria. Amen. Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ, miệng tôi nức vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát, ngàn dân tung hô tôi thật vinh phúc khi dân chi ôn qua Kitô là sự sống lại và là sự sống. Ai tin người thì dù có chết cũng sẽ được sống, và ai sống mà tin người thì sẽ không phải chết bao giờ. Luôn vững tin Đức Kitô đã phục sinh, tin kẻ chết sống lại và tin có sự sống đời sau. Chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin cho linh hồn Maria. Sự sống thay đổi chứ không mất đi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho linh hồn Maria mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này được hưởng tình khương nhân hậu, khoan dung của Chúa
và được Chúa cho sống lại với người trong nước trời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thầy ở đâu chúng con cũng được ở đó. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho linh hồn Maria khi còn sống đã gắn bó với Đức Kitô và sống theo tin mừng, thì nay cũng được theo người tiến vào cõi phúc muôn đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Này đồng cỏ non xanh tươi, Chúa đưa tôi vào nghỉ ngơi và suối nước trong miền Nam ngát hương tuyệt vời. Người đưa tôi đi đến dòng suối mát để tôi no say ân tình thơm ngon và hồn tôi được luôn ở trong. Thay mặt cho họ Hiếu nói chung gia đình ông Phần cùng các con các cháu xin chân thành cảm ơn cho phép tôi thay mặt cho ba đoàn nhận được tin báo buồn của gia đình nhà Hiếu nói chung, ông Phần Hiếu, gia đình anh chị Hảo Hồng nói riêng. Giờ này ba đoàn đã có mặt tại phòng tang để tổ chức giờ thăm hỏi, giờ phúng viếng và phần Maria. Trước khi đi vào chương trình phúng viếng của đoàn, tôi xin trân trọng kính mời các vị đại biểu đại diện cho các đoàn nên đặt tâm lễ kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng kính mời các vị đại biểu đại diện các đoàn nên đặt vòng hoa kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Chỉ còn lại ít phút nữa, người thân sinh thành ra anh chị Hảo Hồng mãi mãi ra đi không ngày trở lại. Xin kính mời ba đoàn dành một phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Thay mặt cho gia đình nhà Hiếu nói chung, gia đình anh chị Hảo Hồng nói riêng, xin chân thành cảm ơn ba đoàn đã dành thời gian đến thăm hỏi và tổ chức viếng cho bà Maria. Xin một lần nữa xin chân thành cảm ơn.
bà Phần Maria đã vâng theo ý Chúa gọi về, về với Tổ tiên, về với Thiên Chúa. Nhận được tin báo buồn của gia đình nhà Hiếu, ông bà ông Phần Hiếu cùng các con, các cháu, giờ này cộng đoàn giáo xóm Nhân Nhượng đã có mặt tại phòng tang để tổ chức giờ thăm hỏi và giờ cầu nguyện cho bà Phần Maria. Trước khi đi vào chương trình giờ cầu nguyện của cộng đoàn giáo xóm Nhân Nhượng, tôi thay mặt cho cộng đoàn giáo xóm Nhân Nhượng xin gửi tới gia đình họ Hiếu nói chung, gia đình ông bà ông Phần Hiếu cùng các con các cháu lời chia buồn sâu nặng nhất. Để đi vào chương trình viếng của đoàn, tôi xin trân trọng kính mời một vị làm chủ hương, hai vị tiễn hương lên trước bàn thờ Thiên Chúa và linh cữu của bà Phần. Xin trân trọng kính mời. Xin mọi người có mặt dạy tại gia tang cùng với cộng đoàn giáo xóm Nhân Nhượng của chúng tôi để tổ chức giờ cầu nguyện cho bà Phần Maria. Linh anh cha và con và thánh thần. Amen. Chúa đã gọi con về ra từ cuộc sống. Con nghe tiếng Chúa ơi đáp lại, tiếng Chúa kêu mời con đâu hối tiếc chi giữa trần gian tội lệ. Có người cần thân mến và bạn bè vây kín con đây. Trở về với Chúa, hôn chào ư tiếng đáng ngọt ngào, lạy Chúa con đây. Này Chúa, Chúa đã không thương Nazaro chín, xin hãy lau sạch nương măn chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã nuôi dưỡng linh hồn Maria trong tiệc mình mau thánh Chúa. Xin đoái thương nhận linh hồn Maria vào bàn tiệc trong nước Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Nguyện Chúa chi ai hãy lắng nghe lời chúng con, dù tình thương xem vì chúng con phạm đến Ngài. Dòng suối lệ tuôn mãi đoàn chúng con hướng lên Người. Lạy Chúa trời vinh quang, nguyện thương đến lời vạn nài. Nguyện Chúa chi ai hãy lắng nghe lời chúng con, dù tình thương xem vì chúng con phải
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Thay mặt cho gia đình nhà Hiếu cũng như gia đình ông bà, ông Phần, Hiếu cùng các con, các cháu xin chân thành cảm ơn Cộng đoàn Giáo xóm Nhân Nhượng đã dành thời gian đến thăm hỏi và tổ chức giờ cầu nguyện cho bà Phần Maria. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Kính thưa hương hồn bà Phần Maria, nhận được tin báo buồn của họ Hiếu, nói chung gia đình ông bà, ông Phần, Hiếu cùng các con, các cháu, giờ này Cộng đoàn Giáo xóm Phan Long đã có mặt tại phòng tang để tổ chức giờ thăm hỏi, giờ cầu nguyện cho bà Phần Maria. Trước khi đi vào chương trình tổ chức giờ cầu nguyện của Cộng đoàn Giáo xóm, cho phép tôi thay mặt cho Cộng đoàn Giáo xóm xin gửi tới họ Hiếu, nói chung gia đình ông bà, ông Phần, Hiếu cùng các con, các cháu lời chia buồn, lời cảm thông sâu nặng nhất. Để đi vào chương trình viếng của đoàn, tôi xin trân trọng kính mời một vị làm chủ hương, hai vị tiến hương lên trước bàn thờ Thiên Chúa và linh cữu của bà Phần. Xin trân trọng kính mời. Khẩn dâng lên Thiên Chúa những lời ước nguyện sau đây. Lạy Chúa, Chúa đã dùng bi tích thanh tẩy mà làm cho linh hồn Maria được trở nên con thật của Chúa. Xin Chúa đón nhận linh hồn Maria vào nước hằng sông muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã lấy chính thịt máu Chúa mà nuôi dưỡng linh hồn Maria. Xin Chúa cho linh hồn Maria được giải thoát khỏi xiềng xích tội lỗi và sự trên, được ơn phục sinh và được hợp đoàn cùng chư thần thánh trên thiên đàng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Nhưng giờ mẹ đã ra đi.
Nhận được tin báo buồn của gia đình nhà Hiếu, giờ này cộng đoàn giáo xóm Trung Nghĩa đã có mặt tại phòng tang để tổ chức giờ thăm hỏi và giờ cầu nguyện cho bà Phần Maria. Trước khi đi vào chương trình cầu nguyện của cộng đoàn giáo xóm Trung Nghĩa, cho phép tôi thay mặt cho cộng đoàn giáo xóm Trung Nghĩa xin gửi tới gia đình nhà Hiếu, nói chung gia đình ông bà, ông Phần Hiếu cùng các con, các cháu, lời cảm thông, lời chia buồn sâu nặng nhất. Để đi vào chương trình viếng của cộng đoàn, tôi xin trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện cho cộng đoàn làm chủ hương, hai vị tiễn hương lên trước bàn thờ Thiên Chúa và linh cữu của bà Phần Maria. Xin mọi người có mặt tại phòng tang cùng với cộng đoàn giáo xóm chúng tôi để tổ chức giờ cầu nguyện cho bà Phần. Xin trân trọng kính mời. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin Chúa cho mỗi người tín hữu chúng ta luôn biết đón nhận cái chết với tinh thần Kitô giáo đích thực, để trở thành nhân chứng cho niềm hy vọng phục sinh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trong đêm phục sinh hội thánh hát, ôi đêm thật diễm phúc, đêm duy nhất biết được thời gian Chúa Kitô từ cõi chết sống lại, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người có cặp mắt đức tin để xuyên qua bóng đêm của cái chết, biết nhận ra thời gian vĩnh cửu của Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin dâng Ngài. Chúa ơi,
lỗi lầm và thánh hóa tâm hồn con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Thay mặt cho gia đình họ Hiếu, nói chung gia đình ông bà, ông Phần Hiếu nói riêng, xin chân thành cảm ơn Cộng đoàn Giáo xóm Trung Nghĩa đã dành thời gian đến thăm hỏi và tổ chức chùa cầu nguyện cho bà Phần Maria. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Kính thưa quý khách gần xa có mặt tại gia tang, kính thưa gia đình nhà Hiếu, nhận được tin báo buồn của gia đình nhà Hiếu, giờ này Hội Thanh niên Gia trưởng của Giáo xứ Đền Thánh Thức Hóa đã có mặt tại phòng tang để tổ chức giờ thăm hỏi và giờ cầu nguyện cho bà Phần Maria. Trước khi đi vào chương trình tổ chức giờ cầu nguyện của hội, cho phép tôi thay mặt cho hội xin gửi tới gia đình họ Hiếu, nói chung gia đình ông bà, ông Phần Hiếu cùng các con, các cháu, lời chia sẻ, lời chia buồn sâu nặng nhất. Để đi vào chương trình viếng, tôi xin trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện làm chủ hương và hai vị tín hương lên trước bàn thờ Thiên Chúa và linh cữu của bà Phần. Xin trân trọng kính mời. Chương trình tôi xin trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện cho hội đến đặt cờ tang kinh viếng. Xin mọi người có mặt tại phòng tang cùng với hội chúng tôi để tổ chức giờ cầu nguyện cho bà Phần Maria. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Này Chúa, chớ gìn lời kinh nguyện của chúng con tỏa nên như hương thơm trước tôn nhan Chúa. Và những lời khấn cầu khiêm tốn của chúng con được Chúa Cha chấp nhận. Con yêu lên cùng Chúa.
linh hồn con trông cậy ở nơi người. Linh hồn con mong đời Chúa con hơn người linh ca, mong trời đã đồng tựa vực sâu lạy Chúa con kêu lên cùng Chúa hơn linh ca, mong hồng đông dậy in ra em đang mong trời Chúa con. Bởi vì Chúa rộng đường từ bi và Chúa rất giàu ơn yêu đồ, vì chính người sẽ giải thoát Israel cho khỏi những điều gian nan. Từ vực sâu lạy Chúa con kêu lên cùng Chúa. Lạy Cha nhân từ và là Thiên Chúa hay an ủi, Chúa đã biến cảnh tang thương chết chóc thành lạng đông đời sống huy hoàng. Xin Chúa đoái nhìn các tôi tớ Chúa đang khóc lóc trong đau thương. Xin Chúa nên chốn nương thân và sức mạnh nâng đỡ, để đưa chúng con từ chỗ khóc than u sầu đến chốn bình an và sáng láng trước tôn nhan Chúa. Và vì con Chúa, Chúa chúng con đã lấy cái chết của mình mà hủy diệt sự chết của chúng con, và khi Ngài sống lại đã tái lập sự sống. Chúng con này xin Chúa cho chúng con khi qua khỏi đời này được đoàn tụ với anh chị em chúng con ở nơi không còn khóc lóc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Ban tổ chức tang lễ cùng gia đình tang quyến xin hết lòng cảm ơn Hội Thanh niên Gia trưởng Giáo xứ Đền Thánh Đức Hóa đã dành tình cảm ưu ái về gia đình tang gia để tổ chức viếng cùng dâng lời cầu nguyện cho bà Phần Maria. Vậy xin kính mời đoàn sang phòng bên để gia đình được tiếp đón. Kính thưa linh hồn bà Phần Maria, kính thưa gia đình tang quyến cùng họ hiếu,
Kính thưa các vị quý khách gần xa có mặt tại gia tang, thật là bùi ngùi xúc động đối với giáo xóm Trung Tín chúng tôi vô cùng thương tiếc nhận được tin báo buồn. Bà Phần Maria giờ đây đã vâng ý Chúa gọi. Bà đã từ giã họ hàng cùng người thân ra đi không ngày trở lại. Giờ đây, cộng đoàn giáo xóm Trung Tín đã có mặt tại phòng tang để làm nghi thức phúng viếng cùng dâng lời cầu nguyện cho bà Phần Maria. Trước hết cho phép tôi thay lời cho giáo xóm xin gửi tới họ Hiếu cũng như gia đình Hiếu nói chung, nhất là ông Phần cùng các con, lời thăm hỏi, lời sẻ chia nỗi buồn sâu nặng nhất trước sự mất mát đau thương lớn lao này. Và sau đây là chương trình viếng của đoàn. Tôi xin trân trọng giới thiệu một vị đại biểu đại diện cho giáo xóm làm chủ hương, hai vị dâng hương lên trước bàn thờ Thiên Chúa và linh cữu bà Phần. Xin trân trọng kính mời. Và giờ đây là chương trình cầu nguyện của giáo xóm chúng tôi. Xin tất cả các quý vị có mặt tại phòng tang xin hợp ý cùng giáo xóm chúng tôi dâng lời cầu nguyện cho bà Phần Maria mau chóng được về hưởng tôn nhan Thiên Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xót thương con theo lòng nhân hậu của Chúa. Nguyện xót nỗi con theo đường cá đường từ bi Ngài. Xin rửa hồn con tuyệt công lên những lỗi lầm và thành tây Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mỗi người tín hữu chúng ta luôn biết đón nhận cái chết với tinh thần Kitô giáo đích thực, để trở thành nhân chứng cho niềm hy vọng phục sinh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Có Chúa đưa dẫn bước tôi đi, nên tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa nghĩ người, người cho tôi vào uống, người lá bồi dưỡng lại tâm hồn tôi. Chúa
chẳng thiếu thốn chi. Chúa ở cùng tôi thì đời tôi đâu còn sợ gì. Chúa dẫn tôi bước trên đường lành, uy danh người là sức mạnh. Tôi chẳng lắng lo gì vì có Chúa ở cùng tôi. Cho dù Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Thay mặt ban tổ chức tang lễ cùng gia đình tang quyến, xin hết lòng cảm ơn giáo xóm Trung Tín đã dành tình cảm yêu ái về gia đình tang gia để tổ chức viếng cùng dâng lời cầu nguyện cho bà Phần Maria. Vậy xin kính mời giáo xóm sang phòng bên để gia đình được đón tiếp. Kính thưa quý khách gần xa có mặt tại gia tang, thật là bùi ngùi xúc động đối với cộng đoàn giáo xóm Phụ Vượng. Chúng tôi vô cùng thương tiếc nhận được tin báo buồn. Bà Phần Maria giờ đây đã vâng ý Chúa gọi. Bà đã từ giã họ hàng cùng người thân ra đi không ngày trở lại. Giờ đây cộng đoàn giáo xóm Phụ Vượng đã có mặt tại phòng tang để làm nghi thức phúng viếng cùng dâng lời cầu nguyện cho bà Phần Maria. Trước hết cho phép tôi thay lời cho giáo xóm xin gửi tới gia đình tang quyến nói chung, ông Phần cùng các con nói riêng lời cảm thông cùng sẻ chia nỗi buồn sâu nặng nhất trước sự mất mát đau thương lớn lao này. Và sau đây là chương trình viếng của đoàn. Tôi xin trân trọng giới thiệu một vị đại biểu đại diện cho giáo xóm làm chủ hương, hai vị dâng hương lên trước bàn thờ Thiên Chúa và linh cữu. Bà Phần xin trân trọng kính mời. Và giờ đây là chương trình cầu nguyện của giáo xóm chúng tôi. Xin tất cả các quý vị có mặt tại phòng tang xin hợp ý cùng giáo xóm chúng tôi dâng lời cầu nguyện cho bà Phần Maria. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Đồng cỏ non xanh tươi, Chúa đưa tôi vào nghỉ ngơi. Và suối nước trong miền Nam ăn
xin cho những người đã hết lòng tin tưởng vào lòng Thiên Chúa tình thương mà nay đã ni trần được hưởng ơn tha thứ và đi vào cõi hàn thu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Ai tin sẽ được nhìn thấy sự vinh quang Thiên Chúa. Xin cho những người tuy chưa nhận biết Chúa nhưng đã miệt mài kiếm tìm và luôn sống và lương tâm ngay thẳng cũng được Chúa đoái thương cho hưởng hạnh phúc mà Chúa hứa ban cho những kẻ thành tâm. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Tình mẹ vẫn còn đây, tháng năm không chút nhạt phai. Nhớ mẹ ngày nào vất vả, thương con một sương hai năm. Nuôi con khôn lớn nên người, nuôi con khôn lớn cho bây giờ mẹ đã ra đi, bỏ con một mình bơ vơ giữa cuộc đời. Con hằng ghi nhớ tình mẹ suốt đời. Thiêng tiếc nhận được tin báo buồn. Bà phần Maria giờ đây đã vâng ý Chúa gọi. Bà đã từ giã họ hàng cùng người thân ra đi không ngày trở lại. Giờ đây cộng đoàn giáo xóm Tây Nạc đã có mặt tại phòng tang để làm nghi thức phúng viếng cùng dâng lời cầu nguyện cho bà phần Maria. Trước hết cho phép tôi thay lời cho giáo xóm xin gửi tới gia đình tang quyến cùng họ Hiếu lời thăm hỏi cùng lời sẻ chia nỗi buồn sâu nặng nhất trước sự mất mát đau thương lớn lao này. Và sau đây là chương trình viếng của đoàn. Tôi xin trân trọng giới thiệu một vị đại biểu đại diện cho đoàn làm chủ hương, hai vị dâng hương lên trước bàn thờ Thiên Chúa và linh cữu bà phần. Xin trân trọng kính mời. Thank you.
Giờ đây là chương trình cầu nguyện của giáo xóm chúng tôi. Xin tất cả các quý vị có mặt tại phòng tang xin hợp ý cùng giáo xóm chúng tôi dâng lời cầu nguyện cho bà Phần Maria mau chóng được về hưởng tôn nhan Thiên Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chịu bao đau khổ của ta và tha thiết cầu xin. Nạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Chúng con cảm thấy mình bất lực khi phải đương đầu với mầu nhiệm sự trên. Xin Chúa đừng bỏ rơi chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Đứng chưa cành chia ni tăng tóc này, chúng con lại xin Chúa yên ủi chúng con. Trong giây phút bàng hoàng, đau thương và bối rối này, xin Chúa nhận lời chúng con. Thay mặt ban tổ chức tang lễ cùng gia đình tang quyến nói chung cũng như họ hiếu, xin cảm ơn giáo xóm Tây Nạc đã dành tình cảm yêu ái về gia đình tang gia để tổ chức viếng cùng dâng lời cầu nguyện cho bà Phần Maria. Vậy xin kính mời giáo xóm sang phòng bên để gia đình chúng tôi được đón tiếp. Thank you.
Kính thưa gia đình tăng quyến cùng họ hiếu, kính thưa các vị quý khách gần xa có mặt tại gia tang, thật là bùi ngùi xúc động đối với đoàn thanh niên gia trưởng cũng như giáo xóm Nam Hòa là giáo xóm nội vô cùng thương tiếc nhận được tin báo buồn. Bà Phần Maria giờ đây đã vâng ý Chúa gọi. Bà đã từ giã họ hàng cùng người thân ra đi không ngày trở lại. Giờ đây cộng đoàn giáo xóm Nam Hòa cũng như đoàn thanh niên gia trưởng giáo xóm Nam Hòa đã có mặt tại phòng tang để làm nghi thức phúng viếng cùng dâng lời cầu nguyện cho bà Phần Maria. Thay mặt ban tổ chức tang lễ, tôi xin trân trọng giới thiệu một vị đại biểu đại diện cho cộng đoàn giáo xóm nên chủ trì nghi thức phúng viếng. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa ban tổ chức tang lễ, kính thưa hội kẻ đồng giáo xóm nội, kính thưa gia đình tang quyến, nhận được tin báo buồn của thân phụ cùng các con các cháu trong gia tang nói chung báo tin buồn, bà Phần Maria 250 theo tiếng Chúa gọi, lời đầu tiên cho phép tôi được thay lời cho đoàn đại biểu, đoàn thanh niên gia trưởng và cộng đoàn dân Chúa giáo xóm nội. Xin gửi tới thân phụ cùng các con, các cháu trong gia tang nói chung lời cảm thông, lời chia buồn sâu nặng nhất trước sự mất mát vô cùng đau thương của gia tang. Bà Phần Maria mất đi, ông Phần mất đi một người vợ nhất mực thương yêu mình, ngày ngày chăm lo mọi công việc, lo cho ông việc bếp núc sớm chiều. Các con mất đi một người mẹ tận tụy sớm chiều, dãi nắng dầm mưa nam nũ, chắt chiu dành dụm miếng cơm manh áo để nuôi nấng dạy dỗ các con, các cháu nay đã trưởng thành. Đúng là phúc đức tại mẫu, mà đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, mà gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mà mây trời nồng đồng không phủ kín được công cha. Kính thưa linh hồn bà Phần Maria, kính thưa gia đình tang quyến, chạy theo chiều dài lịch sử phát triển đi lên của giáo xóm Nam Hòa. Và từ khi bà Phần về làm râu con của giáo xóm nội, bà luôn luôn đồng hành cùng với các ban hành giáo qua các thời kỳ, tích cực tham gia mọi công việc của giáo xóm, ủng hộ công sức tiền của để xây dựng giáo xóm phát triển đi lên toàn diện, đặc biệt là đời sống đức tin. Và bà đã động viên các con các cháu của bà là anh chị anh Hào, anh chị anh Hán, tuy là cuộc sống xa quê nhưng luôn luôn hướng về quê hương, luôn luôn hướng về giáo xóm trong những thời kỳ giáo xóm tổ chức chương trình lễ mừng kính thánh quan thầy cũng như công việc xây dựng giáo xóm. Bà đã ủng hộ rất lớn về tiền của cũng như là công sức. Vậy mà nay Thiên Chúa đã gọi bà về trước sự mất mát vô cùng đau thương của gia quyến. Hôm nay đây, đoàn đại biểu, đoàn thanh niên gia trưởng giáo xóm nội và cộng đoàn giáo xóm nội chúng tôi về đây đứng trước bàn thờ Thiên Chúa
đứng trước linh cữu của bà Phần Maria, xin được bày tỏ sự thương tiếc, kính trọng và biết ơn bà Phần Maria, và xin phép cho hai đoàn chúng tôi được tổ chức chương trình phúng viếng bà Phần Maria. Chương trình gồm hai phần. Phần thứ nhất là phần nghi thức, phần thứ hai là phần cầu nguyện. Trước khi đi vào chương trình về phần nghi thức, tôi đề nghị Hội Kèn Đồng Giáo Xóm Nội giúp hai đoàn chúng tôi về phần nhạc lễ. Để bắt đầu cho chương trình, tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại diện cho đoàn thanh niên gia trưởng giáo xóm nên đặt tấm lễ kính viếng bà. Xin trân trọng kính mời. Để tiếp tục cho chương trình, tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại diện cho cộng đoàn giáo xóm nội nên đặt vòng hoa kính viếng. Vòng hoa mang dòng chữ cộng đoàn giáo xóm nội kính viếng. Để tiếp tục cho chương trình, tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại diện cho cộng đoàn giáo xóm nội nên đặt cờ tang kính viếng. Xin trân trọng kính mời. Để tiếp tục cho chương trình, tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời một vị là chủ hương, hai vị tiễn hương lên trước bàn thờ Thiên Chúa và trước linh cữu của bà Phần Maria. Xin trân trọng kính mời. Giờ đây là chương trình cầu nguyện của hai đoàn chúng tôi. Xin trân trọng kính mời các quý vị có mặt tại tang gia hợp cùng một ý với hai đoàn chúng tôi để cầu nguyện cho bà Phần Maria. Xin trân trọng kính mời. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Người ơi hãy nhớ, nhớ rằng người là bụi cho. Một mai ta sẽ quay trở về lại bụi đã thôi. Đưa hoa nở tươi
kiếp người, phù hoa sẽ qua trong đời. Là phận người ôi mong manh, gió rồi cũng tan nhanh. Đang chú nơi dương trần, ngàn vân vương sao xuyên lòng, nhưng người đợi mong. Người ơi hãy nhớ nhớ rằng người là bụi cho. Một mai ta sẽ quay trở về lại bụi đã thôi. Đưa hoa đỡ lưới, phai màu trong nắng chiều. Mong manh kiếp người, phù hoa sẽ qua trong đời. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã phán rằng: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống. Và bất cứ ai sống và tin ta thì sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu xin cho linh hồn Maria của chúng ta đây. Lạy Chúa, Chúa đã khóc thương Lazaro chết, xin hãy lau sạch nước mắt chúng con. Xin Chúa nhậm nơi chúng con. Chúa đã nuôi dưỡng linh hồn Maria trong tiệc mình mau thánh Chúa, xin đôi thương nhận linh hồn Maria vào bàn tiệc trong nước Chúa. Xin Chúa nhậm nơi chúng con. Xin đôi thương cho chúng con đang thương nhớ linh hồn Maria, được an ủi trong đức tin và phấn khởi trong niềm hy vọng được sống đời đời. Xin Chúa nhậm nơi chúng con. Nửa đêm thức giấc, trái tim con bồi hồi khi biết mẹ đi xa rồi, nghe cuộc đời hoang vắng chơi vơi, buồn thương tiếc nuối nhìn bóng mẹ khuất sau lưng đồi, làn mây trắng vụt bay qua khung trời, còn vọng lại câu hát a ơi. Giờ đây con biết mẹ đã vắng xa con thật rồi, để năm tháng con cô đơn một đời, đêm giật mình con nhớ mẹ. Đêm thức giấc, trái tim con bồi hồi khi biết mẹ đi xa rồi, nghe cuộc đời hoang vắng chơi vơi. Nửa đêm thức giấc, trái tim con bồi hồi, trái tim con bồi hồi, đêm lặng buồn nỗi nhớ. Con tìm mẹ nước mắt
đêm thức giấc trái tim con bồi hồi. Khi biết mẹ đi xa rồi, nghe cuộc đời hoang vắng chơi vơi, buồn thương tiếc nuối, nhìn bóng mẹ khuất sau lưng đồi. Làn mây trắng vụt bay qua khung trời, còn vọng lại câu hát à ơi. Giờ đây con biết mẹ đã vắng xa con thật rồi, để năm tháng con cô đơn một đời. Đêm giật mình con nhớ mẹ, mẹ ơi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Trước sự mất mát vô cùng đau thương, trong sự ly biệt mãi mãi, xin được mãi mãi vĩnh biệt bà Phận Maria. Xin được bày tỏ sự thương tiếc, kính trọng và biết ơn bà Phận Maria. Vậy giờ đây tôi đề nghị hai đoàn chúng ta dành một phút tưởng niệm bà Phận Maria. Phút tưởng niệm bắt đầu. Thôi, thay lời cho hai đoàn chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn ban tổ chức tang lễ, Hội Kèn Đồng Giáo Xóm Nội và gia đình tang quyến đã tạo mọi điều kiện để cho hai đoàn chúng tôi tổ chức chương trình phúng viếng cũng như cầu nguyện cho bà Phận Maria được tốt đẹp. Xin được trân trọng cảm ơn. Thay mặt ban tổ chức tang lễ, xin trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại biểu đại diện cho gia hiếu nên có đôi lời cảm tạ. Kính thưa các quý vị trong ban chức sự, kính thưa toàn thể cộng đoàn, gia đình chúng tôi xin thành thật cảm ơn tới tất cả các quý vị từ sớm đến giờ đã đến cầu nguyện phúng viếng cho linh hồn bà Maria của gia đình chúng tôi. Thế và đặc biệt là xin gửi lời thành thật cảm ơn tới giám giáo xóm nội. Thế và rồi hội hát, hội kèn của giáo xóm đã cầu nguyện rất sốt sắng cho linh hồn bà Maria. Thế và tiếp theo chương trình thì gia đình chúng tôi cũng xin được thành thật mời kính mong và tiếp đón các quý vị sáng mai thì 7 giờ sớm, tức là 7 giờ kém thì cũng gia đình trân trọng được đón tiếp tất cả các quý vị đến để cầu nguyện, rồi chính quyền địa phương sẽ làm lễ tiễn biệt và cha xứ sẽ làm lễ an táng tại nhà thờ vào lúc 7:30. Thế và rồi cũng mời tất cả các quý vị thì cùng đưa phần xác bà Maria về với đất mẹ của giáo xứ. Thay mặt gia đình một lần nữa xin thành thật cảm ơn tất cả cộng đồng.